Hello mọi người, đã đến với kênh Danh Vlog nha mọi người. Mình là Danh đây, còn đây là Út mình nha mọi người. Đến với clip này thì mình sẽ có một trò chơi. Trò chơi dành cho mình với Út mình nha mọi người. Rồi ok mọi người. Trò chơi giới thiệu Thì luôn. cái trò chơi này gọi là câu cá trên bờ nha mọi người. Mọi người có thấy là câu cá trên bờ nào chưa? Lấy câu giới Cái câu cá trên bờ chưa? thiệu Út. À, Bay. ok mời mọi người xem nha mọi người. Nè. Mọi người ngồi 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 ở đây nè mọi người. À, đây ok nè mọi người. Mình cầm cái cây cây câu này nha mọi người. Này cây câu này nè mọi người. Rồi mình sẽ bịt mắt vô nha mọi người. Ở đây dưới này là có tất cả là 10 cái lá thăm. Mọi người. Lá thăm này giống như cái bao lì xì á mọi người. Cái trăm ngàn không bỏ vô à, mình trăm bỏ ngàn không bỏ vô tiền với hình phạt vô nha mọi người. Ở chỗ cửa câu này là có một cái chiếc nhẫn này là cũng hết nha mọi người. 5 lá thăm hình phạt và 5 lá thăm có tiền nha mọi người. Đây mọi người. Đây là hình phạt nha mọi người. Hay một muỗng muối. muối À, nước rồi một muỗng nước mắm. mắm một chai nước Một chai nước một trái cam và nửa trái chanh. Với còn cuối cùng ấy là chiếc lọ lên mặt nha mọi người. Tại vì để cái lọ ở đây là nó dơ nên nó để ở ngoài nha mọi người. Rồi ok mọi người, bây giờ mình sẽ chơi trò chơi này nha mọi người. Mọi người xem hết cái video này của mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình vẫn từ từ đi, vẫn từ từ đi, có ai lấy trước nha. Rồi, Biết à. Rồi chết rồi rồi Út việc bệnh mắt đâu lại rồi rõ đi, việc rõ đi. Út, bịt vừa vừa thôi để rồi Rồi, ê, không ý nha, chơi không ý nha. Út cầm máy đi, Út Rồi, cầm cầm máy. máy quay đi. Được rồi. Dính này. Dính chưa? Chưa. Dính chưa ta? Chưa. Để mình thấy có dính chưa. Chưa. Có chưa dính. Xích vô trong á, xích về nhà bác Sáu, xích về nhà bác Sáu, xích về nhà bác Sáu. Để mình Nhà câu bác con đi Sáu mình á. thấy coi. Câu cá hay sao mà khó quá. Đó, dính này đó. Chưa. Ủa chưa Chưa nào, nó dính là cỡ khăn kìa. để mình luốc qua coi. Đó. Đó, Dính dính này. đây. Dính này. Dính đây. Coi cái gì nghe. Rồi. Rồi, được quyền cỡ khăn kìa. Một phiếu. Phiếu À, gì? một phiếu nha mọi người. Phiếu gì? Đây có phiếu gì? Rồi. Rồi. Mình sẽ mở ra Ăn nha quẹt mọi người. lõ nè, quẹt lõ nè. Để coi đây Quẹt có lõ gì nè. đây. Wow, được 2.000. Tiền. Được 2.000 nha mọi người. Tiền. Rồi, tới úp, Được rồi, tôi ốp không? Rồi, hút bên mắt lại đi. Chưa. Cái cục này kìa. Cục này để vô luôn đi cho dễ hút. Rồi, bên mắt lại đi. Không tạo vật phải À, cho chắc nghe. Chắc mà. Chưa Rồi ra, kia. để nọ xuống cái. Ok, giờ mình sẽ kháo coi cái này lại nghe mọi người. Mình kẻ đảo là không biết chỗ nào luôn nha mọi người. Được chưa? Sao thấy cái nặng nặng vậy ta? Và Được rồi. chưa? Được Rồi, chưa? Nào dính, ok. nó dính nghe. Dính chưa? Nè Nghe đó. Dính chưa? Gửi gửi lên gửi lên, mình cái không có nói đâu nha mọi người, gửi lên thì Đó. nếu mà có dính là Đó. Có dính nè. À đây dính là dính chưa? Dính được quyền bỏ mắt nha. nè. Oh. Coi thử coi. Mày nhìn ta. Gì vậy?
Rồi có gì ta? Gì 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 gì? Đó, hình phạt hình phạt. Rồi rồi rồi. Xong rồi. Xong rồi. Nước. Nước chai. Đây mọi người. Nước chai. Nước một chai mọi người. Uống hết một chai nữa mọi người. Đây. Đây. Nước đây. Ủa chai nãy đâu? Hết luôn, uống hết. Hết luôn hả? Hết sao chị nói? Chơi vậy nó mới chắc. Rồi, uống hết nè, uống hết nha mọi người. Đã rồi, đã rồi, đã rồi. Rồi, ok mọi người, giờ tới mình nha mọi người. Mình nha mọi người. Rồi, cái phiến là lấy chưa? Mấy người để qua bên đi. Chưa nha, để trộn lại heo. Không heo. Nha mọi người. Đâu nào ngoan heo. Cá trộn nó xui quá, xui vậy. Đây, 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 còn cầu lấy con này nè. Rồi, rồi. Không có chấm cái gì. Rồi, dính nữa vậy nè. Dính nè. Không có làm bạc rồi. Rồi, thì ấy đi. Không có làm bạc. Dính ấy đi. Đẩy xuống là dính liền. Ông phải bỏ vô đó, không có đồng bạc đó. Không có đồng bạc, có phiếu, có quà. Có quà. Rồi, cái gì? Rồi. Chết nữa rồi. Chết nữa rồi. Đâu? Muối, muối mọi người. Ăn muối. Ăn bằng muỗng muối còn nước mắm nữa. Quay đây. Ăn muối mà không thấy mẹ lại lấy đường lấy muối. Muối, đây, ăn muối. Muối này mọi người. À trời. Muỗng ăn đâu nổi. Rồi, rồi, cho qua, cho qua. Rồi, rồi, ok. Vậy là đủ à. Ờ. Kỹ năng cho ăn cả. Ăn nhem nhem thôi. Nó mặn. Nhem nhem thôi. Trời. Cho miếng à mà. Đúng rồi. Muối không à. Hồi nãy em cũng ăn chanh không à. Ăn cho. Ừ. Rồi, ok mọi người, tốt mình nha mọi người. Có cái tiền đó trời. Thứ nhất hình phạt này nha mọi người. Được chưa? Rồi để mình sáo ra nha mọi người. Sáo đi. Để đây nè. Nè. Được chưa? Kéo mà. Kéo nha. Rồi. Ok. Rồi, 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 dính rồi, dính rồi đấy. Ôi, đặng quá, đặng quá. Chết, 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 cái này mà nọ cái nữa chết luôn. Rồi, dính rồi nè mọi người. Không mày đừng hình phạt nữa nè, hình phạt nữa nè. Hình phạt nữa nè. Chui quá chui rồi. Chui quá chui rồi. Xí xí xí. Chui quá. Để coi là cái gì đây. Cái gì đây? Chanh. Chanh, chanh. Rồi tự xử đi. Đây chanh đây. Chanh đây mọi người. Rồi cắt ra nửa trái. Chua. Cho anh cái muối. Cắt cắt dập ra đây cũng được. Gặp ra mình cướp cũng được. Ai dạ. Rồi. Nuốt nước nha. Nuốt nước nè. Nuốt nước rồi được rồi. Ăn là phải le lưỡi ra mới tính nha. Ha, em gỡ này ăn hết vỏ. Rồi gọt vỏ luôn mới chịu à. Cái đậu ghê quá. Rồi. Cho miếng muối. Không 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 cần muối. Không không. Được. Chanh không à, không có muối. Chết à. Chanh không mà không cần muối. Rồi, bỏ không. Hai. Bỏ không nha. Có tiền không? Rồi, rồi. Rồi, ok mọi người. Mình cho tính luôn nha mọi người. Đi luôn đi, đừng ai. Thôi đi, chỉnh cửa căng rồi. Rồi tới mình nha mọi người. Quay bên kia gì? Bên kia phát trực tiếp. Để mở cái cục khách vô hả? Ừ. Cục khách đâu mà có. Rồi, dính rồi. Rồi dính nữa vậy nè. Rồi, ok, dính rồi. Dính cái này gì đây?
Tiền hả? Dính nữa. Coi coi tiền cái gì, coi coi. Rồi, để mình coi cái gì đây. Trời ơi, rồi, rồi, xong rồi, xong rồi. Cái gì? Hình phạt xong rồi. Cái gì? Xong rồi. Chiếu lọ. Chiếc lọ lên mặt. Lộm, 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 lộm. Rồi, nè cầm. Ủa chiếc chưa? Cầm nghe. Chiếc mấy cái. Chiếc à. Mấy cái. Chiếc lỗ mũi. Mấy cái. Cái nào được, nào được chứ á. Cái thôi. Cái thôi. Để đi. Ơi. Còn nữa hả? Trời ơi, coi chết cái mặt mình cái nè mọi người. Giống ông già luôn trời. Một cái nữa cho nó đủ. Ôi trời. Chết ngang đường đây, còn quẹo lên đến đây nữa. Trời ơi trời. 5 ngàn. Rồi nãy giờ mày lấy đồ cái nhỏ rồi lấy cái tiền lớn rồi á. Okay. Còn ba phiếu à? Còn phiếu lọ nữa hả? Lọ nó bên kia hai phiếu tiền rồi đó, cái này rồi lọ nè. Không không không, để mình chùi cái tay á. Trời ơi trời, đừng có lọ nha trời. Chết luôn á. Rồi chưa? Còn ba phiếu có tiền nghe mọi người. Rồi mình kéo dài ra đây nè. Được chưa? Rồi ok. Này này. Rồi dính nè. Rồi gớt cày ra ngoài luôn luôn 5 ngàn. Wow. 5 ngàn. 5 ngàn. Rồi cái mặt mình nè. Ok mọi người. Mọi người cũng xem clip mình cái trò chơi này kìa mọi người. Rồi mọi người xem clip này nếu video của mình thấy hay thì hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để mình có động lực làm ra nhiều video hay hơn nha mọi người. Rồi chào kênh tao. Chào mọi người. Bye bye. Bye bye. Đó rồi.